Bố ơi, bố. Gì con ơi? Bố ơi, bài toán này khó quá, bố về dạy con đi. Ừ, thế bố học xem nào. Đâu bài nào? Bài này à? Viết các số thích hợp vào ô chấm. Con viết các chữ số này này. Thằng chưa ấy này, 8741 này. Con viết ra đây này. Viết ra và nháp này. Viết đấy, viết ra đây đi. Con đã viết đâu? Đâu viết lên đâu rồi? Thế cộng 700 đây này. Thế bây giờ con viết nhá. 8741 nó bằng 8.000 này cộng 700 này cộng 40 này, nó bảo mình viết số thích hợp vào đây là còn thiếu số gì để nó bằng số đầu này này. Đấy, còn thiếu số nào để mình cộng với cái gì để mình bằng số đầu này? Không biết. Đây 8741 đây này, nó có 8.000 đây rồi. Đúng không? 700 nó có số 7 đấy, nó bằng 700 này. Thì còn 40 đây, còn thiếu số 1 ở đây thì mình ghi chỗ chấm. Đây mình ghi số 1, số thích hợp đây mình ghi số 1 để nó bằng số đầu này rồi. Đúng không? Đấy. Thì con viết ra đây đi, xong là ghi bằng số cộng số 1 này thì nó ra số đầu này. Bây giờ con đấy nhá, xem nhá, đây này. 8741 bằng 8.000 cộng 700 cộng 40. Thế nó cộng với cái gì chấm chấm ở đây thì nó thiếu số gì này này? 8.000 ở đây thì nó bằng 8.000, nó ghi ra đây rồi, nó bằng đây rồi, phân gì nó vào đây này. Còn 700 thì nó 7 đây rồi. 40 thì nó số 4 này nó bằng 40 này, còn thiếu số 1 này mình bằng cộng với số 1 là dấu chấm này này. Thì nó ra số đầu này. Đúng không? Đấy, hiểu chưa? Thế con ghi số 1 cộng số 1 đây này. Ghi số 1 vào đây này. Đây cộng đấy, con cộng luôn đi. Đây này. Cộng với 1, đây với 1. Đấy, còn bây giờ các IB này nhá, nó cũng tương tự như ở trên này nhá. Bây giờ mình xem những thiếu những số gì thì mình lại cộng với số đấy thôi. Đây này. Ví dụ ở đây là 54.283 này. Thì nó bằng 5.000 này, nó bằng 50.000 này cộng 4.000 này. Nó cộng với chấm chấm ở đây là thiếu cái gì nó đây này. 83 thì ở đây còn thiếu 200 ở đây thì con ghi số cho chấm này bằng 200 này. Cái bút này không ra mấy à? Giờ con hiểu chưa? Rồi ạ. Ở thế chỗ này là 200 nhá. Vâng. Ở thế con làm bài đi nhá, còn các số tương tự thì nó cũng như thế rồi nhá. Vâng. Bố đi xem trời thạnh không, đi bố đi chặt chuối nhá. Vâng. Mang chuối đi bán. Đây này, chỗ này bằng 200 này. Hai chấm chấm này. Trời tạnh mưa. Tìm nhau đi chặt chuối rồi. Dạ Hân, con ở nhà con học bài nhé. Bố đi chặt chuối nhé. Không, cho con đi cùng với bố. Con ở nhà buồn lắm, có ai chơi. Thế con muốn đi theo á? Vâng, bố cho con về đằng trước cũng được. Ừ, thế con đi theo đi. Vâng. Con gấp sách về đi. Vào đi. Đặt bóng đi. Đi con đấy. Vâng, chạy con đấy. Con đây để bố đi lấy quần mưa mặc đấy. Con hơi nhiều chuối nhiều không? Bố ơi, muốn lên. Gì đã? Bố còn lấy dao nữa cơ. Đấy, lên xe đi. Ít không sao đâu. Đẹp lắm. Xuống chặt chuối ở đây nha con. Ừ, hôm nọ bố hỏi người ta rồi, bố trả tiền người ta rồi, bây giờ mình chặt mang đi bán thôi.
Đấy, con người vừa đấy á. Con cẩn thận nhé. Ở dưới này, đứng ở dưới này nhé. Ừ. Lấy bố á. Xong mua bông ở đây thế này. Ừ. Lấy mua bông này thôi con ạ. Một kia mấy đâu. Kia còn non á. Ừ. Mua này thôi. Nay con đi theo bố lắp lưỡi hoàng mình lấy ít thôi nhờ. Tí còn cả chuối nữa. Cả chuối nữa lấy cái này lót ạ. Đó nó phải một điểm đấy. Đừng đứng ra ngoài, đứng vào trong này. Xe. Chuối bán không chị? Có đâu em ơi. Có à chị? Dạ, có đâu. Em đi mua ít cái cây này mà đi bán. Dạ, có đâu. Đi vào bây giờ á. Đi bán nhỉ. Đi vào nhé, đi vào cô ăn chơi nhé.
không ăn ở nhà không? Con chào cô Hân. Ừ. Anh con mặt xị thế. Con mặt xị thế. Anh đi mát chuối xong mới vào nhưng mà nó đòi vào trước thì nó không được ý. À, yeah. Ừ. Hôm nay đi theo bố bán chuối à? Ừ. Ờ, hôm nay ra Hân được nghỉ học à? Dạ Hân được nghỉ, anh vào đi một mình nhưng mà nó đòi đi theo. Ừ. Hôm nay là không chỉ ở nhà mình á. Ừ, đòi vào đây chơi nè anh. Cho con ngồi lên đây. Mang nhà Hân vào đây gửi em một chút, một lúc thôi. Xong anh lấy chuối đi cho người ta dặn lấy rồi, mưa cũng cố gắng đi lấy cho người ta. Để người ta còn làm bánh rồi đấy, bán. Đúng, trời mưa thế anh ạ. Thế anh cứ đi để gửi ra hôm nay em trồng cũng được. Hân ở đây với cô nhá. Vâng. Con ở đây tí bố không về đón nhá. Vâng, bố nhớ. Bố nhớ về đón con nhé. Ừ, bố đi qua chuối một tí thôi, bố về nhé. Vâng. Cho anh gửi cho Hân ở đây nhé. Vâng, anh cứ đi làm đi. Con bye bố. Ừ. Bố không về đón nhé. Trời ơi, lớn như thế này còn quấy bố á. Mình ngoan mà bà. Ừ. Mưa nữa. Mưa đây anh ạ, đi cầu áo mưa đi theo mình. Bye bố. Ờ, bye bye Hân nha, tí bố không về đón nhé. Vâng. Anh đi làm nhé. Ừ. Cái gì á? Con nhiều mụn muối quá. Con nhiều mụn quá. Thì con bóp cho. Ừ. Ba bố. Con ăn gì chưa? Con đã sáng chưa? Ừ, con đi cho bố chặt chuối chưa được ăn con nói à. Dạ, yeah, đi cho bố chặt chuối chưa được ăn á. Vâng. Bây giờ con muốn ăn cái gì nè? Con muốn ăn mì tôm. Mì tôm á? Mì tôm mà hai ăn cơm con nấu cơm cho. Con mì tôm thôi. Ăn mì tôm thôi á. Thì con ngồi đây nhé. Ừ. Ngồi đây để cô đun nước xong là cô pha mì tôm đi nhé. Ừ. Thế ăn trứng không? Dạ, anh tính lòng đỏ mà chặt ra. Mình tính lòng đỏ. Ừ. Ừ. Rồi cô ngồi đây. Mình cùng đi nhá, đồ này cô làm cho nhá. Khi ngủ rồi này. Ôi, để có thuốc cơ. Ừ, để cô xem nước sôi chưa. À, nước sôi rồi. Đấy cô, mới lên được rồi. Cô ăn không? Cho con là con đứa cho con ăn. Bắt. Cho bắt để cô Trần qua đấy nhá. Vâng. Để cho đứa bị vi khuẩn. Cô lấy mì tôm ở đâu đấy? Cô mua. À, bị sao ấy? Trần qua nữa, sôi quá rồi mình qua nữa. Cô đổ cái nước này đi đã. Đổ nước này đi đi. Cô ơi, cậu chặt tí này nha. Ừ. Yeah, tí này. Được rồi con. Được rồi, ít thôi con. Nặng. Cô chặt kg rồi. Con này nước được chưa con? Rồi. Chưa? Rồi, nhiều quá. Ôi, đây đó. Cô ơi, có khi ăn trứng. Ôi giời ơi, em đi ngủ rồi. Đi trứng cá. Đi trứng cá. Em cho ăn cái quả trứng nào. Em một quả thôi hả? Con đang giảm cân. Cô luôn đập gì? Nóng. Cô ơi, cẩn thận con chi. Cô đã mấy quả ấy? Mấy quả? Tao không biết ăn nhiều đâu. Ơi, chín chưa? Ừ, chín rồi. Ôi, nó bị cháu hết rồi, để con đi cắt. Cô về đây để con chảy nắp nồi cho. Con nó ăn nhiều nước đâu. Con ngồi xuống đây ăn đi. Nóng quá con ơi. Ai là cái kiến cho cô ấy? Cô này. Cô à, đẹp quá. Cô con đi. Cô lấy cho con. Đi cắt hết cô bón nhá.
Ăn nhá, phải bỏ đâu. Cô ơi để con cho Ki mấy ngày nhá. Đi yeah, con ăn đi xong tí cho Ki ăn sau. Cho Ki ăn. Đây, từ đây đi. Đi đây con ơi. Ra đây đã, từ đây. Ki ơi, Ki. Ki ơi, chị ơi. Ăn đi con. Em Ki ăn này. Con đi. Ki ăn ngon nhỉ. Qua côn cho ăn một quả trứng. Cho em Ki một quả trứng. Ki có ăn hết trong cố. Có. Em đã hai trứng luôn nè. Em ăn. Cô chia em Ki một nửa lắm. Chia cả quả luôn. Luôn. Thế là mình đỡ. Tôi đã rồi, tôi đã rồi. Nóng. Đây xong tí nữa cô nấu cơm cho ăn nhé. Không, cái anh mì tôm thôi. Mì tôm thế á. Ăn cơm bắp. Cô ơi, sao ký cho con ngủ ở đây với cô nhé. Ngủ đây á? Vâng. Được mà, giờ đừng khóc nhè nhé. Có khóc nhè không? Thế ở đây với cô nhé. Vâng. Thế hôm nào mà bố đi lấy chuối này, đi tìm quả này thì con ở, con lên đây với cô. Thì con phải mang một con gen đến cho với con mới được. Mẹ con này hết chưa? Thiếu. Để cô đi ta. Cô đắp cho. Cô đấy cô. Ơ con lên bữa này. Ngon không? Ăn từ từ đi con. Nhẹ. Cậu uống tí nước canh. Uống từ từ thôi nóng. Đấy, mẹ bà dặn con lấy con chuối đấy. Con lấy là chuối, lấy về cho bà ấy. Con nhớ 200 hả cháu? Vâng, uống 200 ạ. To quá nhỉ? Ừ, to lắm, 200. Cô này đẹp lắm. 27 chuối chứ nhỉ? Ừ, con để đây nhé. To nhỉ, to thật đấy, dài thật đấy. Chụp nổi cơ. À, nhà mình còn có trứng bán không bà? Còn có mua ít trứng không bà? Ở thế, có mua ít trứng. Từ ngoài trong quán đây. Vâng, vâng, vâng. Bên này vâng. Trứng tên thấy. Bao tiền là bà? 30.000 đấy cháu ạ. Vâng. Đây, 30.000. Vâng, con cảm ơn nhé. Không có gì.
Ừ. Để cô bóc nồi cơm đấy. Con đấy nhá, con ở nhà nhá, để cô đi bóc măng nhá. Thôi con làm liều đã. Thế con vào trong nhà kia đi. Để bật quạt đấy nhá. Để cô đi bóc măng. Nói chuyện đấy cô. Có rồi, chuyện này. Đi đồng thời vào lại nhá. Con này phải ra đây chờ đã. Con ở nhà chờ cô nhá. Mưa nhà không biết bố có bán hàng được không nhỉ? Bố thì bán hàng đâu về thế nhỉ? Còn nói mình tít, giờ còn mưa nữa chứ. Sao đấy con? Có nhiều bố con. Bố con á? Chuyển mưa lên này, bố con sắp về rồi mà ra lên nó ăn được cô. Con ở đây chờ. Nó ăn được cô đi ra đây. Con ở đây chờ. Về. Cô ơi, cô con ở đây chờ bố thôi. Chờ một tí nhé. Cô ơi, con nhớ bố con quá, không biết nơi này bố con về chưa. Nhớ bố lắm á. Chờ một tí nhé. Dạ. Nơi này chắc bố cũng sắp về rồi đấy. Rồi con lên trên kia nằm chờ bố nhé. Dạ. Cô nói ăn. Mưa quá. Em. Bố lâu không? Đó. Bố còn chừng nước kia. Bố. Bố. Em. Bố. 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 B
có mất quần rồi đấy. Em không cầm áo mưa đi ạ. Quên cầm áo mưa rồi. Mỗi quần mưa rồi. Em thái băng à? Con về hay là ăn cơm đấy luôn? Em về á. Không có ăn cơm ở đây. Cơm đấy á? Ôi, ăn cơm ở đây gì? Con muốn ăn cơm ở đây với cô Hoàn á? Dạ. Thế thì bố lấy trứng này xong là làm canh luôn nhà. Dạ. Đến ăn cơm ở đây luôn nhá. Dạ. Mưa rồi, em không nấu cơm rồi. Để em nấu mấy ít canh là được. Thế anh ấy thế anh vào bếp mà làm một canh nhé. Vâng, anh hỏi em vâng. Em ơi, nồi nước này sôi rồi. Nồi nước này làm gì ấy? Thế à, xôi rồi, thế anh bắt nhà kia nhá, hay là như thế nào ấy? Măng này em lấy ở đâu đấy em? Măng ấy, lấy ở đâu ấy? Măng em lấy ở ngoài kia này. Hôm qua mưa gió đổ xuống. Ở gần đây thôi nhỉ? Vâng. Đang rồi em. Ừ. Đổ ra đây. Không, mình lấy cái nồi mình luộc quả trứng luôn được mà. Kiếm ra thì ở sức nha. Bố mấy cô luộc trứng à? Ừ. Trứng nha. Trứng. Quá nhỉ. Là mưa nhiều không? Trứng ngon đấy nha. Chắc phải đi nhặt cái rau xanh mới được. Cô Hoa nhặt rau đây rồi. Mình nhặt thêm một ít nữa. Bố nhặt rau con ạ. Ừ, con đợi bố một tí nhá, cho ăn cơm nhá. Này chắc đủ. Anh nhặt thêm ít dầu nữa này. Vâng. Ừ. Sao chị? Gì con ơi?
Cháu mời con ra đây đi. Ra đây Gian ơi. Con nằm ngủ à? Dạ, con mới ngủ dậy. Ăn ngon lắm. Con không ăn bao giờ nhưng con thấy rất ngon luôn. Muối sắp xong chưa? Chín rồi em ạ. Bắt ra đi. Cảm ơn. Con chó này ăn dạ. Con thích kem. Rồi rồi các bạn. Em ơi sao đau vào chảo này nha. Bắt trứng nhá. Nào ăn. Bắt gì ăn? Ba nắng. Ba. Thế nào á? Tinh. Thế thế nào?
sức mạnh của con đây. Sức mạnh á? Tập vật chán. Con qua đây xem có sức mạnh này. Sức mạnh á? Con cầm đi, con cầm đâu? Con không cần cầm mà con vẫn cầm được. Được được á? Bình thường. Làm đi. Ăn cơm thôi em nhỉ. Con 14, con 10, con ăn cơm à. Rồi. Cơm đi. Cơm nhá. Cơm đi em ơi. Chúng ta ăn nhá. Không ăn trứng á? Không ăn trứng à? Ăn mắm không? Cơm ăn cơm đi em ạ. Cơm đi. Nhớ nhớ con nhé. Ăn trứng á? Ăn măng á? Đây, mang đây. Con ăn gì con tự lấy nhá. Em ăn đi. Trứng này em. Ăn đi. Nhanh hơn ăn trứng nhá. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi con. Ăn đi. Ngon ngon nhỉ. Chưa ngon nhỉ. Con ăn lòng trắng à? Lòng đỏ ngon. Đấy. Ăn lòng đỏ đi. Ăn bao nhá. Ừ. Em ăn cơm đi. Vâng. Hôm nay mưa nhiều quá bố ơi. Ừ. Không mình lúc nào tành về thôi nhỉ. Không biết chiều có đặng không để con đi tắm suối tập bơi. Tành mưa tắm suối. Bố ơi chiều có tắm suối nhá. Trời tạnh mới tắm được con ạ. À. Trời nắng lên cơ. Trời mưa. Con ăn đi con. À, em mày ăn trứng này. Ừ, anh có này. Ăn đi nhà hàng ăn đi. Con no chưa? Đưa ra đây con ơi. Cho hơn một cô đi vừa bát đi. Đi về nhé. Ừ, con ở đây mình không ngoan. Để á, đây với cô cũng được mà nhé. Cái đây với cô ngoan. Đó. Rồi, để anh hỏi em chữ bát cho nào nhé. Chắc còn báo ấy. Ừ, đang báo mà. Không biết có phải báo to không? Báo đây, đang báo gì đấy? Báo to. Ui, ở kia có thấy một đàn sóng kìa. Để cho thì sóng đi ở kia. Hiện kia. Thế là. Có cái nồi. Ừ,
Bước to quá nhỉ. Hay là cục bảo rồi. Để tí mời con. Không biết là Hoàng tí em về nhỉ. Mà đang mưa mà. Giờ tự nhiên nóng rồi nhá. Mà đâu, uống nước không? Sơ mày. Nhìn nó đẹp lắm, màu ấy nhỉ. Con thích lên chơi thì bố lại đưa con lên nhá. Vâng. Rồi bố về nhà nhá. Nào em bật anh cứ đưa đàn về trong hộ. Ừ. Hay là bố để con lại lên với cô Long. Hôm nào thì bố cho lên. Hôm nay đi học. Hôm nào được nghỉ đã. Hôm nay được nghỉ cho làm bố. Mình sẽ chơi hết buổi này nhé. Ôi, tôi bố về đón nhá. Vâng. Bố đi đi nhá. Thôi để đem. Cái con chơi ở đây với cô Hoàng nha, bố về trước nhá. Bố về trước đi con để với cô Hoàng. Sao cô hơi làm việc? Thế á? Thì hỏi thế nhỉ? Cô Hoàng làm việc nữa cả. Bố về trước nhá. Vâng. Bố đi về à? Bố đi. Ừ, anh về nha em ơi. Vâng. Ừ, con ở đây chơi nhá, với cô Hoàng nhá. Ừ. Đừng nhớ cô Hoàng nhá. Bố đi về trước. Vẫn còn mưa phùn đấy anh ạ. Mưa ít đâu. Mưa ít đâu. Trời mưa tá. Ừ. Cô đi làm việc nhé. Đi. Đi. Đi nè.